Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 10 tháng 12 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và trong chương trình thời sự tối nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau đây. Tỉnh Hưng Yên quyết tâm quyết liệt thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các khu cụm công nghiệp để thực hiện hóa khát vọng trở thành tỉnh công nghiệp. Huyện Yên Mỹ đảm bảo nguồn cung điện cho phát triển các khu cụm công nghiệp. Thị xã Mỹ Hào tăng tốc thực hiện kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công trong giai đoạn nước rút. Tập trung phát triển các sản phẩm OCOP thế mạnh của tỉnh Hưng Yên. Cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cho học sinh phổ thông tỉnh Hưng Yên có nhiều sản phẩm ấn tượng, tính thực tiễn cao. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Hưng Yên đang phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp mạnh theo hướng công nghiệp hiện đại, giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường. Vì vậy, tỉnh đang đẩy mạnh việc phát triển hạ tầng các khu cụm công nghiệp đồng bộ hiện đại. Vì muốn đón được đại bàng thì phải lót ổ sẵn. Để hiện thực hóa mục tiêu khát vọng này thì công tác giải phóng mặt bằng là yếu tố then chốt hàng đầu. Điều này được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn đặc biệt nhấn mạnh trong phát biểu tại kỳ họp thứ 18 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa qua. Thực hiện tốt cái đề án giải phóng mặt bằng, đây là một cái nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, bởi vì tất cả các dự án, rồi các đề án, các ý tưởng mà cuối cùng không giải phóng mặt bằng được, thì tất cả những nội dung cũng chỉ trên giấy thôi, mà các nhiệm vụ sẽ không hoàn thành. Căn cứ vào các quy hoạch, ở đây quy hoạch chúng ta, đây quy hoạch cũ có điều chỉnh, trong khi chờ Thủ tướng phê duyệt thì ta vẫn được tiếp tục thực hiện. Đấy là theo tinh thần của Thủ tướng chỉ đạo. Cho vậy là cái công tác giải phóng mặt bằng rất quan trọng, đặc biệt lúc này là các huyện, các đồng chí phải quyết tâm, rồi là sự ủng hộ đồng tình cao của nhân dân thì chúng ta mới hoàn thành được các cái nhiệm vụ để phát triển kinh tế xã hội. Năm 2023 này thì các khu công nghiệp chúng ta đã giải phóng được khoảng gần 500 hectare. Còn năm 2022 thì chúng ta khoảng 1.000 hectare. Thế còn năm 2024 là kế hoạch chúng ta đề ra cũng phải trên 500 hectare. Ta tiếp tục phải giải phóng. Nếu thì chúng ta giải phóng thì chúng ta có dư địa. Khi mà các nhà đầu tư nước ngoài trong vòng nước đến Hưng Yên đầu tư thì chúng ta có mặt bằng sẵn. Thì lúc đó chúng ta mới nói được, nói là xúc tiến đầu tư. Mà các nhà đầu tư nước ngoài thì họ cần mặt bằng sạch chứ không cần đi dự án rời lẻ đâu. Vào các khu công nghiệp, tức làm ăn rất là bài bản, thì chắc chắn là không có. Nhưng đến bây giờ thì 100 hecta chứ 1.000 hecta thì Hưng Yên cũng có, tức là đáp ứng được cái nhu cầu đó. Thế đấy là cái điểm mạnh của Hưng Yên bây giờ như thế. Và chúng ta đang ở cái lúc mà chúng ta đang tập trung rất cao độ vào thu hút đầu tư. Nhưng mà cũng xin thưa đồng chí là thu hút đầu tư như thế này thì không phải là ta có thành quả ngay được đâu, mà phải nhiệm kỳ sau, 5 năm sau, tức là 2030 thì thu ngân sách của Hưng Yên lúc đó mới có sự chuyển biến rõ rệt từ các doanh nghiệp. Nhưng mà ta không làm từ hôm nay thì ngày mai không có gì. Thế là để cho muốn cho Hưng Yên phát triển thì chúng ta phải làm từ bây giờ. Cùng với cung ứng đầy đủ điện sinh hoạt thì đảm bảo điện năng cho sản xuất được Điện lực Yên Mỹ ưu tiên và đã hoàn thành công tác cấp điện phục vụ xây dựng và phát triển các khu cụm công nghiệp trên địa bàn huyện. Đây là đường dây thứ 6 đang được nhà thầu thi công qua thôn Tử Đông xã Lý Thường Kiệt nhằm cấp điện cho phía Bắc khu công nghiệp Lý Thường Kiệt. Đây cũng là dự án thứ 10 được xây lắp và sẽ hoàn thành trước ngày 15 tháng 12 nằm trong kế hoạch xây dựng hạ tầng lưới điện trên địa bàn huyện Yên Mỹ năm 2023. Đến thời điểm này thì nhìn chung tất cả các cái dự án đang triển khai theo đảm bảo cái đúng cái tiến độ kế hoạch. Rồi để đảm bảo an toàn cấp điện liên tục cho các cái phụ tải nói chung của huyện Yên Mỹ cũng như là các cái khu cụm tạo mạch vòng kết nối giữa các trạm 110 thì chúng tôi thường xuyên phải rà soát các cái hệ thống lưới điện để kịp thời đầu tư sửa chữa cải tạo để nâng cấp đảm bảo an toàn cấp điện. 10 dự án điện trên địa bàn huyện Yên Mỹ có tổng kinh phí trên 133 tỷ đồng, trong đó 6 xuất tuyến 35 kV đảm bảo cấp điện sản xuất sinh hoạt khu công nghiệp Lý Thường Kiệt. Bên cạnh đó, lắp đặt mới 9 trạm biến áp chống quá tải, hoàn thành cụm công nghiệp Ngọc Long, Đồng Than, cụm công nghiệp làng nghề xay sát gạo Yên Mỹ, Minh Châu, Việt Cường. Trạm 110 Lý Thường Kiệt thì cái dự án này đã đảm bảo tiến độ cung cấp điện cho cái khu VDK gọi là khu nghiệp sạch cũng như là khu nghiệp số 3. Còn về khu nghiệp số 5
thì chúng tôi cũng đang triển khai cái dự án Lý Thường Kiệt 2. Về tiến độ thì cái dự án Lý Thường Kiệt 2 này chúng tôi cũng đã sẽ thực hiện đóng điện vào 31 tháng 12 năm 2023. Trong giai đoạn tiếp theo, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc sẽ có kế hoạch đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Yên Mỹ thêm 3 trạm biến áp 110 kV và các xuất tuyến gồm trạm 110 kV Lý Thường Kiệt, 110 kV Yên Mỹ 2, 110 kV Ngọc Long để cấp điện đáp ứng nhu cầu phụ tải các khu cụm công nghiệp trên địa bàn huyện. Theo đó, Điện lực Yên Mỹ sẽ thực hiện phối hợp triển khai các dự án với 70% phần việc, qua đó đáp ứng tốt nhu cầu về điện để phát triển các khu cụm công nghiệp và đô thị trên địa bàn huyện. Để tạo nguồn lực xây dựng những công trình trọng điểm, từ đầu năm tới nay, huyện Phù Cừ tổ chức 2 phiên đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở. Tuy nhiên, tỷ lệ chúng đấu giá còn thấp. Mới đây, huyện đã tổ chức đấu giá đất tại khu dân cư số 6 xã Tông Phan, có diện tích gần 6 hectare với gần 300 suất đất. Tuy nhiên, tại phiên đấu giá chỉ có 44 hồ sơ tham gia, bán được trên 30 suất đất, thu được 75 tỷ đồng. Trước đó, huyện cũng tổ chức đấu giá tại khu Dạ Dân, xã Quang Hưng, với diện tích trên 2 hectare, cũng chỉ bán được khoảng trên 40 suất đất, thu được trên 50 tỷ đồng. Sang năm 2024, huyện Phù Cừ tiếp tục tổ chức phiên đấu giá đợt 2 tại xã Quang Hưng, Tống Phan. Toàn bộ nguồn vốn từ đấu giá sẽ được phân bổ để tiếp tục hoàn thành những công trình trọng điểm trên địa bàn huyện như đường trục trung tâm y tế huyện, các trường học. Quyết tâm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong giai đoạn nước rút về đích kế hoạch năm 2023. Thời gian này, thị xã Mỹ Hào quyết liệt chỉ đạo đôn đốc các đơn vị địa phương, nhà thầu chạy đua với thời gian để hoàn thành kế hoạch được giao. Gần một tuần nay, kể từ khi thị xã Mỹ Hào phát động đợt cao điểm 30 ngày đêm tăng tốc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, ngày nào Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Xá cũng cử ít nhất một lãnh đạo cùng cán bộ chuyên môn trực tiếp xuống dự án xây dựng đường giao thông và kè sông Bần Vũ Xá đi qua để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Do đó, đến nay, 50 trên 52 hộ có ruộng canh tác với gần 20.000 m² đã nhất trí và 8 hộ có nhà ở đã cơ bản đồng ý với dự án. Chúng tôi triển khai tại các hội nghị và những hộ mà vắng mặt dự hội nghị thì chúng tôi đến tận nhà để tuyên truyền. Đối với các diện tích đất trồng lúa, vận động nhân dân có cái diện tích đất thu hồi, nhân dân cũng đồng thuận. Khi chưa nhận được tiền đền bù hỗ trợ thì cho mượn diện tích để tiến hành xây dựng. Cá nhân đấy, gia đình cũng thấy hoàn toàn ủng hộ, nhất trí tạo điều kiện cho nhà đầu tư và tạo điều kiện cho chính quyền. Có thể là chưa có tiền nhưng mà vẫn cho làm. Bên cạnh đó, các nhà thầu cũng tập trung nhân lực vật lực với phương châm có mặt bằng đến đâu tiến hành thi công đến đó, dễ làm trước khó làm sau, đẩy nhanh tiến độ khối lượng, chủ động phối hợp địa phương chủ đầu tư thao gỡ khó khăn vướng mắc. Đơn vị công tập trung mọi cái nguồn lực của đơn vị từ máy móc, nhân công, thiết bị làm ngày làm đêm, quyết tâm thi công trình đạt được đúng cái yêu cầu được giao. Tôi huy động tất cả anh em làm cả ngày cả đêm để và đảm bảo tiến độ của công trình và cái dự án đề ra. Đến hết tháng 11, thị xã Mỹ Hào mới giải ngân được trên 72 tỷ đồng, tương đương 42% kế hoạch vốn ngân sách tỉnh. Các xã phường giải ngân được 229 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch. Trong khi đó, từ nay đến cuối năm 2023, khối lượng phải thực hiện giải ngân vốn ngân sách tỉnh là 117 tỷ đồng. Vì vậy, nếu không quyết liệt, quyết tâm cao độ, thì khó có thể hoàn thành kế hoạch vốn năm 2023. Chúng tôi tập trung đi thực tế xuống trực tiếp các địa bàn thi công cũng như là các khu vực mà khó khăn vướng mắc giải phóng mặt bằng để tập trung chỉ đạo trực tiếp nhà thầu phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện, thậm chí là tăng cường thực hiện làm ca đêm, báo cáo tiến độ thường xuyên để kịp thời tháo gỡ những cái vướng mắc để đảm bảo đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công vào cuối năm 2023. Ở thị trấn Yên Mỹ, Sở Công Thương Hưng Yên tổ chức lễ khai trương điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tỉnh Hưng Yên thứ 12. Điểm bán hàng này không chỉ giúp tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP đến khách hàng mà còn tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá chất lượng và thương hiệu, kích cầu tiêu thụ sản phẩm trong nước và hướng tới mục tiêu xuất khẩu.
Trong năm nay, Sở Công Thương hỗ trợ xây dựng 5 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh. Hoạt động của các điểm bán nhận được sự hưởng ứng của nhiều người tiêu dùng, nhà sản xuất và nhà phân phối sản phẩm OCOP. Tôi thường sử dụng cam Hưng Yên, tôi thấy rất là hiệu quả, vắt nước hoặc là ăn uống hàng ngày rất là tốt ạ. Đến nay, chương trình xây dựng mỗi xã một sản phẩm tiêu biểu OCOP của tỉnh Hưng Yên có 252 sản phẩm được công nhận, với 46 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao và 206 sản phẩm 3 sao. Các sản phẩm tiêu biểu như long nhãn ôm sen và long nhãn sấy của công ty trách nhiệm hữu hạn nông sản Việt Vinagri, sản phẩm nano cucumin và tinh bột nghệ của công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Minh Châu Hưng Yên, đông trùng hạ thảo của công ty trách nhiệm hữu hạn Dược liệu Việt Tú. Cách đây 10 năm, từ hai mẫu đất trồng hoa màu cho thu nhập thấp, gia đình ông Nguyễn Văn Tiến, xã Tứ Tân, huyện Khoái Châu chuyển đổi sang trồng cam đường canh, chuối tiêu hồng, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Nhận thấy hiệu quả cao, những năm tiếp theo, ông Tiến tiếp tục thuê thêm ruộng mở rộng diện tích và trồng các loại cây trồng khác nhau. Đến nay, trang trại của gia đình ông có tổng diện tích khoảng 25 mẫu, trong đó ông trồng 20 mẫu với trên 7.000 gốc cam đường canh, còn lại trồng chuối tiêu hồng, cây giống và trồng hoa đào. Không chỉ vậy, ông Tiến còn tìm tòi, học hỏi bằng những chuyến thực tế tại các nhà vườn trong và ngoài tỉnh, tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật do các cấp tổ chức. Năm nay, ông Tiến ước thu khoảng 80 tấn cam đường canh bán với giá trung bình từ 40 đến 50 nghìn đồng một kg, từ 5.000 đến 6.000 đồng một buồng chuối tiêu hồng, hàng chục vạn cây giống, 5.000 đến 6.000 gốc đào. Từ mô hình trồng cây, mỗi năm gia đình ông Tiến thu lãi từ 1 đến 1,5 tỷ đồng. Cùng với làm giàu cho gia đình, ông Tiến cũng tạo việc làm cho nhiều lao động thời vụ với ngày công từ 150.000 đồng đến 450.000 đồng một người trở lên. Xã Nghĩa Tân, huyện Kim Động đang tập trung mọi nguồn lực nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, nhất là về cơ sở hạ tầng để tiến tới mục tiêu cuối năm 2023 được công nhận xã nông thôn mới nâng cao. Thời điểm này, xã Nghĩa Tân đang triển khai mở rộng nâng cấp tuyến đường thôn Thổ Cầu với tổng chiều dài hơn 1 km. Tuyến đường trước kia chỉ có chiều rộng 3,5 m, nay được mở rộng lên thành 7 m, có rãnh thoát nước hai bên và chảy nhựa. Hưởng ứng chương trình này, gần 30 hộ dân hai bên tuyến đường đồng thuận hiến hơn 2.000 m2 đất, 1/3 trong số đó là đất thổ cư để nhanh chóng bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Người dân Thổ Cầu chúng tôi rất tự hào là quê hương được đón bác về thăm và sửa sang con đường này để được khang trang sạch đẹp là một niềm rất mong muốn của nhân dân và địa phương của chúng tôi. Gia đình nhà tôi đã hiến chiều dài là 21 mét và chiều rộng là 1,2 m. Nhân dân cũng đều đồng thuận về cái việc giải tỏa để làm đường và hai cũng là chung sức để xây dựng nông thôn mới về mọi mặt. Năm 2023, xã Nghĩa Tân đầu tư hơn 12 tỷ đồng tu sửa nâng cấp các hạng mục công trình, bổ sung trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi tại 3 nhà trường trên địa bàn xã. Cả 3 cấp học đều đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Đến nay, các nhà trường đều có đầy đủ các phòng chức năng, phòng học, trang thiết bị dạy học, đảm bảo cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Hiện nay, xã tiếp tục huy động mọi nguồn lực để thực hiện đầu tư cơ sở vật chất cho các nhà trường, đảm bảo đồng bộ, hiện đại. Cơ sở vật chất được cải thiện thì thầy và trò đều hào hứng trong học tập. Cái thành tích của nhà trường thì không ngừng tăng lên, đặc biệt là cái tỷ lệ đỗ vào lớp 10 ấy đều tăng từ 70 đến trên 90%. Chúng tôi cũng đang tiếp tục phấn đấu huy động bằng tất cả nguồn lực từ các cấp, từ các ngành, rồi đặc biệt là nguồn lực của nguồn xã hội hóa để phấn đấu hoàn thành được 19 tiêu chí theo quy định. Từ khi về đích nông thôn mới năm 2019 đến nay, xã Nghĩa Tân đã huy động trên 300 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới nâng cao. Việc tập trung nguồn lực cho các tiêu chí về cơ sở hạ tầng đã và đang góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn ở xã Nghĩa Tân. Chiều qua, Sở Giáo dục Đào tạo Hưng Yên tổ chức lễ bế mạc và trao giải cho 56 dự án xuất sắc nhất tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh phổ thông năm học 2023-2024, trong đó có những dự án nổi bật có tính thực tiễn cao. Đây là sản phẩm áo thoát nạn khi gặp sự cố hỏa hoạn của học sinh trường trung học cơ sở Yên Phú, huyện Yên Mỹ. Với cảm biến nhiệt và cảm biến khói, khi môi trường xung quanh có biến đổi bất thường, sẽ phát ra chuông báo động và nhắn tin về điện thoại, góp phần sớm phát hiện các đám cháy. Đồng thời với chất liệu chịu nhiệt chống cháy, bộ sản phẩm giúp nạn nhân tăng khả năng sinh tồn khi xảy ra hỏa hoạn.
Trong quá trình làm, chúng em có gặp một số thất bại nhưng mà chúng em đã cố gắng để hoàn thành sản phẩm tốt nhất có thể. Chúng em định hướng là sẽ tích hợp thêm một số các thiết bị có thể giúp người sử dụng sinh tồn trong đám cháy, kết nối sản phẩm với bản đồ nhiệt độ của tòa nhà và hệ thống bơm gió tươi để kéo dài thời gian sinh tồn của nạn nhân. Còn đây là phần mềm ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ quản lý nền nếp trường học của nhóm học sinh trường Trung học phổ thông Đức Hợp, huyện Kim Động. Với camera thông minh, phần mềm có khả năng xử lý 5 chức năng: nhận dạng đeo khăn quàng, khẩu trang, nhận dạng hành vi vứt rác bừa bãi, đi học muộn, không đội mũ bảo hiểm. Khi phát hiện vi phạm, phần mềm sẽ tự động gửi thông báo cho các thầy cô giáo, góp phần theo dõi việc thực hiện nền nếp trong trường học. Thông qua cuộc thi này thì em bộc lộ hết sự sáng tạo của bản thân, tích lũy được thêm nhiều kỹ năng mềm, em cũng rút được nhiều kinh nghiệm để có thể phát triển cái dự án của bọn em ngày càng hoàn thiện hơn. Đây là hai đề tài nổi bật và được đánh giá cao và xuất sắc đoạt giải nhất tại cuộc thi năm nay. Với 76 đề tài dự thi cao nhất từ trước đến nay, cuộc thi trở thành sân chơi lớn, là ngày hội để học sinh bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông trên toàn tỉnh thỏa sức phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, vận dụng kiến thức và thực tiễn như đề tài tiếp cận những vấn đề thời sự được dư luận quan tâm. Thi khoa học kỹ thuật là một cái hình thức, phương thức tổ chức dạy học mới. Nền tảng là giáo dục STEM để cho học sinh nghiên cứu, vận dụng những kiến thức được học trong nhà trường để giải quyết các tình huống thực tiễn, phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh để học sinh trở thành các công dân có thể hội nhập quốc tế và trở thành những công dân lao động, sáng tạo sau này. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức trao giải cho 56 dự án xuất sắc, trong đó có 3 giải nhất, 17 giải nhì, 17 giải ba và 19 giải tư. Mắt mờ nhưng tâm sáng, không ngừng nỗ lực cầu thị, ham học hỏi. Đó là những nhận xét của mọi người khi tiếp xúc với em Lã Minh Trường, sinh viên khuyết tật trường Đại học Sư phạm Hà Nội, quê ở phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên. Không may mắn như người khác, từ khi sinh ra, chàng trai sinh năm 2001 đã mắc căn bệnh đục thủy tinh thể, rung giật nhãn cầu và một số bệnh lý nền khác. Nhưng khát khao được học tập cống hiến, Trường đã vượt qua mọi rào cản khó khăn để chinh phục những đỉnh cao tri thức. Hiện em đang là sinh viên năm thứ 3 trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Không chỉ học tập tốt, Trường còn làm điều phối viên và tham gia gần 20 chiến dịch dự án xã hội về người khuyết tật, bình đẳng giới, môi trường. Đồng thời giữ chức vụ khác nhau như phó bí thư liên chi đoàn, chủ nhiệm câu lạc bộ sự kiện, phó chủ nhiệm câu lạc bộ học thuật và nghiên cứu khoa học công tác xã hội, phó chủ nhiệm câu lạc bộ sinh viên khuyết tật Hà Nội. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, Trường đã giành được 3 huy chương quốc tế, 13 huy chương quốc gia về công nghệ thông tin, thể thao cờ vua của người khuyết tật. Đặc biệt tháng 9 năm 2022, Trường vinh dự được nhận giải thưởng Tỏa sáng nghị lực Việt năm 2022 và tháng 3 năm nay, em là một trong 10 gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu năm 2022 lĩnh vực thể dục thể thao do Thành đoàn Hà Nội tuyên dương. Theo Công an tỉnh Hưng Yên, trên địa bàn tỉnh còn hơn 342 cơ sở chưa mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc trong tổng số gần 1.200 cơ sở thuộc danh mục phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. Công an tỉnh đã triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an C07, đồng thời tiến hành tuyên truyền phổ biến quy định của pháp luật về việc thực hiện bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho các cơ sở trên địa bàn tỉnh. Qua rà soát, thống kê, trên địa bàn tỉnh có 1.189 cơ sở nguy hiểm cháy nổ thuộc danh mục cơ sở phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. Kết quả có 774 cơ sở đã mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, có 73 cơ sở mua không đúng quy tắc, còn lại 342 cơ sở chưa mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo quy định. Trong đó chủ yếu là các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước, các cơ sở kinh doanh karaoke, nhà nghỉ, cửa hàng ga. Tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã tiến hành xử phạt một số trường hợp vi phạm pháp luật về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. Vừa qua tại phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên diễn ra hội nghị tổng kết cụm liên kết đảm bảo an ninh trật tự khu vực giáp danh cầu Yên Lệnh năm 2023. Cụm liên kết đảm bảo an ninh trật tự khu vực giáp ranh cầu Yên Lệnh gồm các đơn vị: công ty trách nhiệm hữu hạn BOT cầu Yên Lệnh, Ủy ban nhân dân phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, Ủy ban nhân dân xã Chuyên Ngoại, Ủy ban nhân dân xã Mộc Nam, thị xã Duy Tiên.
Trong đó năm 2023, Ủy ban Nhân dân phường Lam Sơn là đơn vị cụm trưởng. Năm 2023, Công an các đơn vị trong cụm liên kết đã phối hợp đẩy mạnh các biện pháp đấu tranh chấn áp có hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, tạo chuyển biến rõ nét về trật tự an toàn xã hội, triển khai 3 đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, tổ chức 30 buổi tuần tra chung phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội tại địa bàn giáp ranh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.